Ok, hello, xin chào anh em. Rất vui khi được gặp lại anh em trong một tập mới của DeFi Yields. Thì trong cái số DeFi Yields tuần này á, thì mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng một vài cái cầu nối cross-chain để giúp anh em có thể tiện lợi hơn trong việc thao tác trên không gian DeFi. Thì những cái cầu nối cross-chain đáng chú ý thời gian gần đây là gì? Và cơ hội nào để chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận từ những cái sản phẩm này? Thì chúng ta sẽ bắt đầu sau intro nhé. Rồi, thì trước khi đi vào cái sản phẩm đầu tiên thì mình cũng muốn giới thiệu sơ qua một cái chuỗi podcast mà bọn mình đang làm ở trên Consultant PV. Thì những cái tiềm năng của các cái cầu nối cross-chain á, thì bọn mình đã đề cập ở trong cái tập chính của cái DeFi Discussion này rồi. Thì anh em nào quan tâm thì có thể đi qua nghe cái podcast này để hiểu hơn về những cái vai trò và tiềm năng của các cái cầu nối cross-chain này ha. Rồi thì mình sẽ để link ở dưới phần description. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái sản phẩm đầu tiên, đó chính là Mobius. Thì tại sao mình ưu tiên làm Mobius đầu tiên á? Thì Mobius hiện tại đang là cái cầu nối giúp kết nối các cái blockchain phổ biến hiện tại với một cái hệ sinh thái khá là nổi gần đây, đó là Celo. Celo thì họ vừa thực hiện các cái chương trình incentive, tức là thưởng token cho những user nào họ tương tác active ở trên cái platform á. Thì đây là một cái cầu nối để giúp anh em có thể chuyển tiền từ các cái blockchain khác sang Celo nó dễ dàng hơn. Rồi ok, thì đây là mình sẽ bấm vào cái giao diện Bridge nhé. Đây là Home này. Rồi mình bấm vào Bridge này. Rồi, thì ở đây mình sẽ chọn cái chain là Polygon là chain gốc. Và cái chain tiếp theo là chain Celo. Rồi chúng ta sẽ connect ví. Street Network. Rồi ok. Rồi ở đây họ sẽ hiện ra cái bảng là chúng ta sẽ chọn token nào. Thì ở đây mình đang có USDC. Rồi mình sẽ thử rồi mình sẽ nhập cái address của mình vào đây. Rồi ok, chúng ta sẽ đến cái bước approve USDC. Thì ở đây chúng ta sẽ đọc được là những cái mức phí giao dịch, phí xác thực là confirm. Rồi chúng ta chờ ha, hành lý sẽ xác thực. Và dưới đây là mọi người sẽ copy cái địa chỉ mà mình muốn nhận cái đồng USDC ở trên Celo. Thì Celo họ cũng là một cái EVM, một cái blockchain EVM, tức là tương thích với hệ sinh thái của Ethereum. Cho nên là cái địa chỉ ví này nó cũng tương tự với lại cái địa chỉ ví Ethereum anh em đã tạo á. Thì mình cứ sử dụng chung cái địa chỉ ví đó luôn. Rồi chúng ta đang chờ Celo Celo họ xác thực. Rồi ok, sau khi mà hệ thống đã xác thực cái token của mình thì mình sẽ tiến hành gửi USDC sang Celo ha. Rồi chúng ta kiểm tra một lần nữa, từ Polygon sang Celo, đồng USDC, số lượng token. Rồi chúng ta đã approve rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái step là send USDC. Rồi để chúng ta xác thực giao dịch. Confirm. Send. Và nó khá là lâu nha. Thì cái cầu nối này nó thông báo là chúng ta sẽ nhận được token sau 4 tiếng. Thì ok, đây là cái Explorer để chúng ta có thể theo dõi. Theo dõi cái lượng tiền ở bên Celo của mình. Và nếu như mà tiện thì anh em có thể swap qua cái chain của Celo bên này. Mình nhớ là mình đã custom cái Celo. Rồi đây. Thì ở bên đây mình có thể theo dõi được là tiền đã chuyển từ Polygon sang Celo chưa. Rồi một cái vấn đề nữa nha, là anh em sẽ cần phải có Celo ở trong ví để tương tác với lại cái hệ sinh thái của Celo. Thì cái này anh em có thể chuyển trực tiếp từ các cái sàn đi sàn tập trung như là Binance, chuyển Celo thẳng vào cái địa chỉ ví như thế này thì mới có thể có cái đồng Celo để làm phí khi tương tác trên hệ sinh thái của Celo. Còn trong cái phạm vi của clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em chuyển tiền từ các cái blockchain khác.
sang hệ sinh thái mới nổi này là Celo ha. Rồi một cái ý khác đó là anh em có thể thấy chỗ Airdrop này nè, thì họ sẽ thông báo là họ sẽ gửi tặng cái token Mobi này cho những cái anh em nào mà cung cấp thanh khoản cho cái cầu nối này á, thì anh em có thể tham gia cái chương trình này thông qua cái pool ở trong đây, thì anh em có thể đép tiền của mình vào đây để có cơ hội nhận được cái token Mobi ha. Nó cũng giống các cái chương trình farming thôi, thì anh em sẽ cung cấp thanh khoản ở trên cái cầu nối này để cái việc chuyển tiền nó trở nên dễ dàng hơn. Rồi, ok. Rồi, cái cầu nối tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với anh em đó là Seabridge. Thì cái cầu nối này nó đã quá quen thuộc, chắc là cũng khá quen thuộc với nhiều anh em rồi. Thì cái đồng mà Seller, cái đồng có cái mã giao dịch là CELR, thì nó là cái đơn vị đã xây dựng cái cầu nối Seabridge này ha. Rồi thì mình nghĩ là cái khả năng retro của cái sản phẩm này nó không cao. Tuy nhiên là cái mình ưng ý ở cái sản phẩm Bridge này đó là cái trải nghiệm sử dụng rất là tuyệt. Mình khoan nói về những cái khía cạnh công nghệ hay là kỹ thuật phía sau, nó có phi tập trung hay không, rồi nó an toàn bảo mật như thế nào. Nhưng mà riêng cá nhân của mình đứng ở cái khía cạnh là người sử dụng thì mình rất là hài lòng với cái sản phẩm này. Phi nó rẻ, tương tác nó đơn giản. Ha, thì ok. Anh em có thể cân nhắc cái Seabridge này để sử dụng khi mà đi đi qua đi lại giữa các chain á. Rồi thì ở đây mình sẽ trong cái ví dụ này mình sẽ chuyển sang chain của Avalanche. Rồi mình sẽ set up là chain của mình, chain gốc là chain Avalanche và cái chain tiếp theo là chain Polygon ha. Rồi bây giờ mình sẽ chúng ta đọc ở đây thấy là mức phí nó rất là rẻ. Chưa tới 1 đô nữa. Chúng ta sẽ bấm transfer. Ta approve. Đó, chúng ta confirm nhé. Rồi chúng ta chờ xác thực. Đây, submit transfer. Ok, confirm. Rồi, giao dịch của chúng ta đã được gửi lên rồi. Chúng ta chờ tiền nó qua bên phía trên của Polygon. Ok, thì sau khi chúng ta gửi cái giao dịch lên thì nó đã qua bên Polygon, nhưng mà chúng ta sẽ làm thêm một cái thao tác nữa, đó chính là phải release cái phần này để bên phía Polygon họ nhả cái tiền USDC ra thì nó mới có thể về được cái ví của chúng ta ở bên trên của Matic ha. Rồi thì sau khi release phần xong thành công á, thì chúng ta sẽ vào cái ví MetaMask chúng ta đổi sang trên của Matic. Và chúng ta sẽ thấy là tiền nó đã qua được cái chain Matic rồi. Như vậy là chúng ta đã thành công trong việc chuyển tiền từ Avax Avalanche sang chain của Polygon ha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái sản phẩm Bridge cuối cùng mà mình muốn chia sẻ trong video hôm nay. Đó chính là Hop Exchange. Thì cái sản phẩm này hiện tại mình theo những thông tin mình đang tìm được thì nó chưa có token. Thì anh em cũng nên test thử qua ha. Rồi đây là những cái tab mà bên Hop và đang xây dựng. Stake này thì cái chương trình này nó đã kết thúc rồi. Thì chắc là chúng ta sẽ ok, reward end nè. Thì chúng ta không chưa có cơ hội để sử dụng cái này. Rồi thì chúng ta bắt về cái tính năng chính, đó chính là bridge từ chain A sang chain B ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng chain từ Polygon sang cái chain. Chúng ta thấy là những cái chain mà Hops hỗ trợ thì nó thường là những cái EVM blockchain. Thì cái này rất là tiện cho những anh em nào mà đang muốn test các cái sản phẩm trên Optimism hay là Arbitrum á, thì có thể sử dụng những cái cầu nối này ha. Ví dụ như Optimism thì Optimism á, thì nó bị một cái Optimism với lại Arbitrum á, thì nó bị một cái là cái phí rút thì nó cũng hơi mắc, đâu đó tầm 10 đến 11 12 đô gì đó. Thì thì chắc là trong ví dụ hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chuyển sang XDAI. Thì đây là một cái giải pháp ở layer 2 cũng của Ethereum ha. Rồi thì chúng ta sẽ chuyển cái lượng tiền USDC hồi nãy của mình nè lên XDAI.
rồi mình cũng sẽ copy cái địa chỉ của người nhận vào đây. Ok, thì vì mình đã approve cái USDC rồi thì ở đây mình chỉ có thao tác là mình send thôi. Ok. Đây người ta có một cái bảng thông báo là nếu như mà cái địa chỉ của recipient là một cái địa chỉ của ví sàn á thì nhiều khả năng là cái swap nó sẽ cái việc chuyển đổi nó sẽ gặp vấn đề và mình có thể mất tiền phí, cho nên là anh em nhớ cân nhắc cái chỗ này là phải là cái ví on chain ha, không phải là cái địa chỉ mà để chúng ta deposit vào sàn. Rồi ta send. Rồi, chúng ta confirm. Confirm này. Thì XDAI nó cũng là một cái chain, nó là EVM, cho nên là chúng ta có thể sử dụng được cái địa chỉ ví của Ethereum. Rồi, transfer sẽ hoàn thành, cái giao dịch này sẽ hoàn thành trong 5 phút, thì chúng ta sẽ ngồi đợi để check xem là tiền nó có lên được XDAI hay không. Rồi, ok, thì đây là cái bảng thông báo là chúng ta đã complete, đã hoàn thành rồi ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng điểm qua ba cái cầu nối mà mình cho là khá là đáng chú ý trong thời gian gần đây, đó chính là Mobius Optics, Seabridge của Seller và Hop Exchange. Thì hy vọng là cái video hôm nay hữu ích cho anh em. Nếu như mà anh em có quan tâm và biết được những cái kèo retro nào thì có thể comment ngay ở dưới cái video này. Thì bọn mình sẽ sẵn sàng test qua các sản phẩm và làm cái video review lại cho anh em. Rồi video hôm nay nếu có hữu ích và mang lại nhiều giá trị cho anh em thì mong anh em hãy để lại cho bọn mình một like và subscribe cho kênh YouTube của Coin 68 nhé. Còn ok, hẹn gặp lại anh em ở trong những cái tập DeFi News tiếp theo.